Rồi, mến chào anh em nha. Bây giờ là sáng ngày thứ bảy nha anh em. Em lên sóng phụ tùng một chiếc Custom 90. Xe này đát 97 ha. Nó xe là nói chung còn rất là liền lạc nha anh em. Niền Araya ha. 97 là đa số là niền Araya hết ha. Đó, anh em cần món nào thì alo cho em nha. Số em là 0933 207 208. Hoặc là anh em kết bạn Zalo giùm em ha. Bây giờ em sẽ báo giá chi tiết từng món nha. Anh em nào thích cứ alo liền nha. Tại vì có nhiều món á, mình vừa đăng á, và trong vòng 1 phút à, nhiều anh em thấy sẽ điện thoại mua liền. Bởi vì có nhiều anh em cứ hỏi sao mà vừa đăng lên là bán rồi. Tại vì người ta vừa coi xong và ta mình vừa đăng lên á, một chừng 1 phút à, người ta coi được là người ta điện thoại ta lấy liền. Rồi, đầu tiên là cặp bao tay. Ở cặp bao tay này là xuất sắc nha, gần như mới luôn. Cái này là gần như mới luôn nha anh em. Đây. Ở cặp bao tay này bán là 600 ha. Gần như mới luôn ha, bao tay luôn ống ga. Này dành cho anh em nào mà khó tính muốn chơi đầu cộp thì cái này là đó mua về là như mới luôn rồi. 600 ha, cặp bao tay. Rồi cặp cầm. Đó cặp cầm đẹp. Cặp cầm đẹp tuyệt đẹp luôn ha, cặp cầm 700 nước nhôm rất là đẹp luôn. Đó, cái này chữ đỏ lè luôn ha. Rồi đồng hồ, xe này thì cái đồng hồ nó hơi xuống nha anh em. Cái mặt xuống nha, còn lại là hoạt động chỉnh nha. Đó, đồng hồ này em bán là 900 thôi, đồng hồ 90 nha. Đồng hồ 90 mà bán giá bằng đồng hồ 50 nha, do cái mặt nó hơi hơi bị xuống á, nhưng mà kim mà cũng còn đỏ đẹp. 900 thôi ha. Rồi bốn món xài chung hai chìa rin. Đây. B36, B36 ha. Một cái chìa này là chưa xài, còn cái chìa này xài rồi nè. Ở bốn món này em bán là 1,3 triệu nha. 1,3 triệu hai chì rin nha anh em, rất là khó kiếm ha, không phải dễ kiếm đâu ha. 1,3 triệu. Rồi ốp đầu trên dưới sơn rin, cũng có những chỗ trầy người ta đã chấm sơn lên nha anh em. Ở cái này em bán là 700 thôi, tem rin nè, đúng tem 90 ha, ba số 700 ha. Nói chung là khá thôi nha anh em, chứ không có được xuất sắc đâu. Xuất sắc là phải tầm 1 triệu trở lên. Cái ốp đầu là cái dễ trầy nhất, như cái bữa hổm em bán là gần như là hoàn hảo rồi, còn cái này thì trầy nhiều lắm, tại vì mình tiếp xúc nhiều mình mới biết là kiếm một cái ốp đầu mà đẹp hoàn hảo là rất là khó. Còn nhiều anh em thấy mà không mua được thì rất là khó mua trở lại ha. Rồi cặp kiến. Cặp kiến này là cặp kiến lô nha. Đây. Kiến này kiến lô, kiến lô không có chữ nghĩa nha, tại vì đối với bên Nhật Bổn á là khi mà đã làm đồ lô là không có được ghi chữ gì lên hết, còn không phải như cái thị trường Việt Nam mình thích muốn gắn nhãn hiệu gì lên là gắn, còn ở bển làm đầu lô là phải làm trơn luôn, không có ghi chữ nghĩa gì lên ha. Ở cặp kiến này em bán là 300 thôi nha. Này cho anh em vô 81, 86 hay gì đó. Rất là đẹp luôn ha. Đầu lô nhưng mà lô từ Nhật thì nó cũng xịn hơn so với là lô Việt Nam nè. Anh em nhìn nè, gọng si nè. Đó. Rất là chất lượng ha. 300 thôi ha. Quá đẹp luôn. Rồi pha đèn. Pha đèn này mặt tiền quá đẹp luôn. Rất là đẹp. Pha đèn này em bán là 1 triệu ha, đầy đủ chui bóng luôn, hai con ốc ha, và 3 ga mũi, có xịt bạc chỗ này nha. 3 ga mũi này thì giá bù đội thôi, 250. Cây rổ, rổ rin nha, rổ rin đầy đủ bát nhưng mà nó có xuống theo thời gian. Ở cái rổ này em bán là 250 thôi. Cái này thì anh em vô những cái chiếc mà đam là đúng bài luôn, hoặc 78 á, thì rổ rin mà rổ xịn mà. Còn anh em muốn chơi mà dạng ngoài cổ á, là anh em về bỏ vô đống ung đốt cho nó cháy cái phần nhựa hoài hết, rồi gắn vô mấy chiếc đam là nhìn là đúng ngoài cổ luôn, hết bài luôn ha. 250 thôi ha. Rồi cái mặt nạ, này hai bên rất là đẹp luôn ha, không có trầy sơn nè, logo cũng còn rất đẹp ha. Đó, mặt nạ này là 1 triệu nha, hai bên là không có bị trầy gì luôn nè, anh em để ý nè. Đó luôn bát sắt ha, logo đẹp luôn, 1 triệu nha. Đó mặt nạ 1 triệu. Rồi cái dè, dè là sơn rin nè, tem rin nè, rất là đẹp. Ở dè này em bán là 1 triệu luôn ha, không nứt bể ha, bát không có gãy nè, luôn chữ A. Đó, quan trọng là cái tem rin nha anh em, nhìn nó rất là đẹp ha. Đó, đúng tem rin nha. Đó, 1 triệu ha, dè với chữ A. Đó, rất là đẹp ha. Rồi vỏ gấp trước. Vỏ gấp trước này là 1 triệu luôn nha, sơn rin, không cày gì hết ha, này dính dơ. 1 triệu là đầy đủ bạc đạn tán cổ ha. Cái này anh em xài 70, 90 như nhau nha. Mã màu sơn là màu xanh tiger á. Nếu mà trong miền Nam thường thường thì kêu là màu xanh tiger.
Còn có nhiều anh em thì kêu xanh bích, còn mình kêu xanh, nếu kêu xanh đúng mã màu cứ kêu xanh 116 là nó không có bị lộn, tại vì cái mã màu nó đã số thì nó không bị thể nào bị lộn được anh em. Còn ví dụ kêu màu tùy mỗi người mỗi cách kêu ha, còn kêu màu 116 là nó không bao giờ bị lộn được. Đó, cái này là 1 triệu ha, vỏ gấp này nè, sơn green đẹp, vỏ gà 90 rất là đẹp luôn, đen thui luôn nha. Giò gà này em bán là 1,3 triệu nha, giò gà 90 xài đùm nhỏ. Đó, còn 4 cọng dây thì bán rồi ha, 4 cọng dây bán rồi. Rồi giò giò gà là 1,3 triệu nha, giò gà 90. Rồi đạp hắn 500, gai rất là đẹp luôn, chưa mòn gì luôn. Rồi giò đạp này 300, xài bô không dĩ ha. À, xe này kia bị dính cái bô lô nha anh em. À, mua thì mua mua qua hình ảnh thì phải chịu thôi ha, tại vì bắt đồng ngôn ngữ nó sẽ rất là khó, tại vì người ta chụp có mấy tấm hình nè. À, bô là bô lô ha, cái bô này em bán cho anh em là 400 ngàn thôi, bô với bát luôn ha, bô lô nè, cũng là lô từ Nhật luôn nên nó sẽ không có chữ nghĩa gì hết ha, rất là chất lượng. Anh em cứ để ý, nếu cái nào mà lô mà từ Nhật về thì nó sẽ không có đóng chữ gì hết ha. Còn tại vì người ta làm đồ lô là đồ lô à, chứ không phải là làm mà để cố tình qua mặt, như dưới Việt, ở Việt Nam là ví dụ làm bô lô vẫn đóng goxy bình thường, còn đối với thị trường Nhật là làm đồ lô là không có ghi gì hết, bô trơn ha, 400 thôi ha, bô này 400 thôi. Rồi còn cặp cớp, cớp tem nổi ha, cớp đẹp đó, logo rất là đẹp ha, logo này cặp cớp. Cớp này làm bán là 1 triệu ha, đó logo nè, luôn ốc nha, luôn ốc cớp 1 triệu. Rồi cần số 500 ha, số đẹp 500, gác chân chống nghiêng là 600 ha, đó này gắn 81 86 được luôn ha, DD được luôn. Rồi chống đứng là 400 đầy đủ, rồi so mặt căng, rồi hộp sên đúng 90 nè, 250 đúng của 90 nha. Đó, sên này em bán là 1,5 triệu ha. Dành cho anh em nào thích chơi đúng thông số, đúng catalog sách vở nè. Tại nhiều khi xe của anh em mà 90 anh em mua mà trúng cái hộp sên 50 thì nó sẽ 2.25, 2.25. Thì mình gắn thì nói chung là người nào chuyên sâu ta nhìn vô cái thông số nó mới biết được. Còn tay ngang thì nhìn không biết được. Đó, hộp sên này 1,5 triệu ha, đúng của 90 nha. Rồi cặp phột, phột 90. Phột này được cái ống xi còn rất là ok ha. Trên đây cũng ok nè. Ở cặp phột này em bán là 1,1 triệu ha, phột 90 đàng hoàng nha, ống xi đẹp. 1,1 triệu. Phột cỡ này là quá ok rồi ha. Đúng trong xe 90 rã ra nha anh em, đó, chất lượng. Ống xi nè, đẹp. 1,1 triệu ha. Rồi đuôi sau, luôn trắng bùn là 1 triệu, đuôi 90 nha, tem nổi đàng hoàng nha anh em. Tem nổi thì càng ngày nó càng ít nha. Tem chìm thì không có giá bằng tem nổi, 1 triệu ha, đuôi với trắng bùn luôn, rất là đẹp. Rồi gấp gấp sau, gấp chân quá đẹp luôn. Ở gấp sau này em bán là 2,2 triệu nha, luôn cốt gấp nha, đầy đủ cao su gấp chân nè, đó sơn green nè, nhìn trong đây là biết đẹp rồi nè, 2,2 triệu nha, gấp sau 90 đó, rất là mới luôn ha. Còn đa số nhà anh em là mấy cái gấp nó sẽ dễ bị nổ trong mấy cái này lắm nè, mà gấp này còn là quá đẹp ha, tem cũng đẹp nè, gác chân đẹp nè, nói chung là đẹp hết ha, 2,2 triệu. Gác chân bên đây cũng đẹp luôn ha, đó, đó. Mấy cái trong đây mới tinh luôn nè, đó. Mới hết ha. Còn cái này thì chắc do lúc mình gạt trống á, cái chiếc dài á, cà lên cà xuống nó hơi trầy cái này thôi, này thì anh em về có thể thay lại ha, dễ ha, 2,2 triệu ha. Rồi đuôi sau là 1 triệu nha, đuôi sau quá đẹp luôn, đó tem nổi nè, hai con ốc này mua lẻ làm gì có, quá đẹp luôn. Rồi 4 củ nhan chân riêng hết nha anh em, 4 củ nhan bên này, cái này có mè ha, 4 củ nhan này thì hai cái trước đẹp ha, hai cái sau chỉ có mè thôi chứ không có trầy nặng, em bán là 2,2 triệu luôn ha. Rồi ba ga sau, đó ba ga sau này em bán là 900 ngàn thôi. Đó, Sirin ha, Sirin nói chung giá này thì vừa đủ chơi nha anh em, vô xe tầm 20-30 triệu là dư sức ha. Đó, ba ga này bán là 900 thôi ha.
Rồi hùng xăng lớn, sơn rin nha, luôn cái báo xăng. Đó, hùng xăng lớn này em bán là 400 thôi, tem 90 còn nè, báo xăng nè. Tại vì anh em mà đi mua cái báo xăng này nó cũng tầm 300 ngàn rồi, còn mua nguyên cái gì, 400 ngàn là giá quá rẻ luôn ha, giá bộ đội. Rồi còn cái yên, yên này đẹp ha, đế mút rin, chữ nghĩa rõ ràng ha. Đó, yên này em bán là, để coi da có lỗi không ha, da là không lỗi nha, da không lỗi. Yên này em bán là 2 triệu 2 ha, 2 triệu 2 nha, hít mạnh nè. Đó, chữ đẹp, đế đẹp. Đó, đế là bấm rin nha, chưa có bị bấm lại. Tại nhiều anh khó tính là đòi phải bấm rin mới chịu, bấm lại cũng chịu, lần này là bấm rin nè. Đế là đen hui, bát đẹp luôn, hít mạnh luôn, 2 triệu 2 nha. Đó, 2 triệu 2 là có luôn hai con ốc rồi nha. Đó. Rồi đèn hậu là em bán rồi ha, 4 cọng dây cũng bán rồi. Rồi còn cặp bánh. Bánh này là niền trước sau là Araya hết nha. Đây niền Araya 97. Ở bánh này nó đi cặp vỏ đồ chơi luôn nha anh em, vỏ đồ chơi Thái Lan. Cặp bánh này em bán là 8 triệu ha, luôn vỏ. Vỏ là gần như mới luôn. Còn anh em muốn mua lẻ thì cặp vỏ này sẽ là 1 triệu rưỡi ha. Vỏ 250 nha. Đây, vỏ 250 nè. Vỏ Thái Lan, vỏ này mới hai vô luôn nè. Đang tuần thứ ba của năm 2022 nè, cách đây mới 3 năm mà, bởi vì nó còn rất là mới. Vỏ này thì anh em vô những cái xe dòng mà 67 hoặc CL thì nhìn nó rất là cá tính nè. Đó. Đó, cặp bánh em bán là 8 triệu ha, còn mua lẻ thì vỏ cặp vỏ với ruột là 1 triệu rưỡi, cặp bánh không 7 triệu. Tùy anh em ha, bánh là sơn si-rin, cầm nè, 7 màu hết ha. Niền đẹp luôn nha, cặp bánh này niền rất là đẹp. Đó niền nè. Không có bị nổ si gì hết ha, bóng lón luôn ha. Đó, 7 triệu ha. Cặp vỏ quá đẹp luôn. Đó, vỏ này vỏ Thái Lan nha anh em. Để em coi chữ Thái đâu. Đây, made in Thái Lan nè. Nói chung là những chiếc dòng xe nam á, anh em mà muốn cá tính mạnh mẽ thì anh em vô cái cặp vỏ này. Đó. Rồi, hết bài luôn. 67 CD CL đó. Mình vô thì nhìn chiếc xe mình nó rất là mạnh mẽ ha. Rồi, liền Araya trước sau nè. Đó, 597 luôn ha. Liền bóng lón, cầm đẹp luôn ha. Đó, anh em lấy trọn bộ thì 8 triệu. Còn mua lẻ thì giá khác ha. Cốt bát nè. Vỏ mới tinh. Ở đường dây điện xe này là 1 triệu 2. Rồi còn cái bẩn. Bẩn này đúng bẩn heo xe luôn nha, không nứt không bị gì hết, có logo xuất sắc. Bẩn này thì nó bị răng rồi ha, bị rạn. Nên em về đi cạo lại rồi, rồi đánh bóng lên là đẹp. Bẩn này em bán là 700 ngàn thôi, đúng hàng heo xe. Hàng heo xe thì nó phải bị vậy thôi. Được một cái là nó không có bị hàng nứt gì hết nha anh em. Hoặc là anh em vô những chiếc xe bán á, là vô bẩn này là đúng bài luôn. Mình giờ mình đi cạo sơ, chùi bóng lên là đẹp ha, bẩn heo xe mà. Rồi bộ ốc xe này là 800 ha, ốc đẹp nè. Đó, nhìn mấy con này là biết đẹp rồi, hai con sao chưa xét nè. Nó có luôn mấy cái này chống bẩn 800 ha, bộ ốc vàng hoài. Còn cục máy là 12 triệu, máy bình xăng con mua e kèn. Máy thì đầu nồi chưa mở bao im nha, nè, nắp là không dặm. Không dặm tuốt gì hết ha. Bình xăng con cũng còn ok nè. Lồng không có bị sơn đen lên nha. Anh em muốn mà đẹp á, nhìn bắt mắt thì mình về mình lấy sơn đen mình quét lên cái lồng là nó sẽ đẹp thôi. Ở bình xăng 7 màu ha. Ron cờ là dựng đứng nha anh em. Đó nhìn vô cái ron cờ là thấy là chất lượng rồi ha. Không có thể nào mà có cái dấu mà mở gì hết ha. Đây ốc nồi nè. 12 triệu nha, máy bình xăng boe kèn. Còn em không lấy bình xăng trừ ra, không lấy củ đề hay gì cũng được. Hoặc là muốn rã món thì cứ alo. Máy là bao im rồi, để em nổ máy ha. Găng ti thì hầm nha anh em. Đó. Găng ti đang nổ nha, găng ti thì hầm máy bao im. Rồi anh em cần món nào nữa cứ alo nha. Chào anh em.